Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán với các bạn. Thì hôm nay mình nói về giá trị tuyệt đối của một số, được chưa? Ví dụ, thì bước đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về giá trị tuyệt đối là đã, được chưa? Thì để hiểu được giá trị đó thì mình vẽ một cái trục đây, các bạn thông cảm giúp mình để mình kiếm cái thước. Nếu không kiếm cái thước thì các mình rồi mình có cái thước rồi các bạn. Rồi bây giờ mình kẻ một cái trục. Kẻ một cái trục. Rồi, đánh số nè. Thì chân trục thì có dấu mũi tên nè, được chưa? Không nè. Rồi, các bạn cứ 1 cm là một đơn vị. Rồi. Ok chưa? Rồi, trước bên phải số 0 thì là số dương. 1 2 3 4. Ok chưa? Bên trái của số 0 là số âm. Đây gọi là trục. Được chưa? Trục tọa độ hay là trục số cũng được, hình dung chưa? Rồi các bạn đo giúp mình từ số 0 đến số 2 là bao nhiêu cm. Các bạn chỉ cần đưa cái thước vào đây, cái thước 0 để vào vị trí số 0, 0 2 2 cm, 2 cm, và tiếp tục các bạn đo giúp mình từ 0 đến trừ 2 bao nhiêu, thì các bạn cũng đưa số 0 vào số 0, hay còn gọi là ô trục tọa độ. Đo giúp mình 2 cm. Được chưa? Thì từ 0 đến 2 hay từ 0 đến trừ 2, thì khi các bạn đo độ dài hay còn gọi là khoảng cách từ 0 đến 2 hay là từ 0 đến trừ 2 đều ra 2 cm. Vậy chỉ đó là gì? Chỉ đó là hai dấu gạch như thế này. Được chưa? A hay là B hay là gì, quyền của mình chính là khoảng cách từ 0 này. Khoảng cách chỉ đó chính là khoảng cách hay còn gọi là độ dài từ 0 đến A, từ góc nè đến A hoặc là từ A đến 0 đều đo như nhau cả, được chưa? Đó, gọi là giá trị tuyệt đối, được chưa? Giá trị tuyệt đối chính là độ dài hoặc là khoảng cách từ 0 đến cái giá trị của nó, được chưa? Ví dụ như tuyệt đối của 3 thì các bạn đo giúp mình từ 0 đến 3, đây bao nhiêu ạ? 3 cm bằng 3. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, thì bắt đầu. Thì các bạn nhớ giúp mình chỉ tuyệt đối của 0 là bao nhiêu? Chỉ tuyệt đối của 0 chính là đo từ 0 đến 0. Từ 0 đến 0 là bao nhiêu ạ? Một dấu chấm trong hình học. Trong hình học một dấu chấm người ta đo được là chính là bằng 0. Ok chưa? Tiếp tục, chỉ tuyệt đối của 2 bằng bao nhiêu ạ? Thì mình đo là từ 0 đến 2 bằng bao nhiêu? 2 cm. Vậy chỉ tuyệt đối của số dương các bạn. Số dương thì ra chữ N, đúng không ạ? Chỉ gói của 2 chữ N, ở chưa? Chỉ gói của số dương là chữ N. Tiếp tục, chỉ gói của số trừ 2 thì trước khi ra kết quả bao nhiêu thì mình nói lại số đối trước ạ. Số đối của 2 là trừ 2. Số đối của trừ 2 thì theo bạn làm lẹ thì nó sẽ ra 2, nhưng mình khuyên chỉ tuyệt đối thì thêm dấu số đối thì các bạn thêm dấu trừ. Số đối của một số thì các bạn chỉ cần thêm dấu trừ và viết lại cái số người ta cho thôi, được chưa? Trừ thành cộng là 2. Ok chưa? Chỉ tuyệt đối của trừ 2 ra 2, nhưng các bạn phải hiểu là chỉ tuyệt đối của một số thì chỉ cần xin lỗi số đối của trừ 2 ra 2, còn số đối của một số thì các bạn chỉ cần thêm dấu trừ giúp mình thêm các bạn. Số đối của trừ 2 thì là trừ 2, trừ với trừ thành cộng, xin lỗi. Rồi thì các bạn đo rồi các bạn tính chỉ tuyệt đối của trừ 2 giúp mình. Chỉ tuyệt đối của trừ 2 là từ 0 đến trừ 2 thì mình hồi nãy mình đo rồi được bao nhiêu ạ? 2 cm, được chưa? Vậy chỉ tuyệt đối của số âm chỉ tuyệt đối của số âm thì ra gì ạ? Ra số đối của nó. Ví dụ chỉ gói của trừ ba là số gì ạ? Số âm, nên mình sẽ ra trừ số đối của nó, thấy chưa? Trừ với trừ thành cộng. Khi các bạn hiểu rồi thì các bạn từ đây các bạn làm ra tới đây luôn, thấy chưa? Còn bạn không hiểu thì bạn nhớ giúp mình chỉ gói của số âm ra số đối của nó, được chưa? Số đối thì thêm dấu trừ.
Ok, thì rồi tiếp tục một cái ví dụ nữa. Chị gói của hai thì heo hồi nãy chị gói của số dương ra là số dương, được chưa? Và chị gói của số trừ hai, chị gói của số âm ra số đối của nó là trừ trừ hai, trừ trừ thành cộng. Thì các bạn quan sát giúp mình đây và đây, được chưa? Vậy cho thấy là gì ạ? Chị gói của hai cũng bằng chị gói của trừ hai, vậy nói luôn ra chị gói của hai số đối, được chưa? Hai số đối sẽ bằng nhau. Ờ, chị tuyệt đối của hai số đối sẽ bằng nhau. Đó là những cái kiến thức cần nhớ mà các bạn khi giải bài tập liên quan về giá trị tuyệt đối. Rồi bây giờ mình sẽ cho những cái ví dụ liên quan về giá trị tuyệt đối của một số nha, các bạn tính giúp mình. Rồi chị tuyệt đối của 4 là mấy ạ? Chị tuyệt đối của số dương là 9 đó, ok chưa? Chị tuyệt đối của 10, chị gói của số dương là 9 nó, chị gói của trừ trừ 6 đi, chị gói của số âm là số đối của nó, số đối của nó là trừ trừ 6 ra trừ trừ thành cộng, ok chưa? Chị gói của 10 trừ 4 bằng bao nhiêu ạ? Thì để biết được bao nhiêu thì các bạn phải lấy 10 trừ 4 để xác định nó là số âm hay số dương. Và muốn bỏ chị gói thì các bạn phải biết được số gói là số âm hay số dương, để các bạn khi bỏ chị thì thêm dấu trừ hay là không thêm dấu trừ. Ví dụ như 10 trừ 4, 10 trừ 4 là mấy ra 6, vậy chị gói của 6 thì bằng bao nhiêu ạ? Chị gói của số dương là số dương, ok chưa? Ví dụ 4 trừ 7, chưa 4 trừ 7, 4 trừ 7 ra trừ 3, chị gói của trừ 3, chị gói của số âm thì ra trừ số đó hay là số đối của nó, được chưa? Trừ trừ thành cộng, ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi một ví dụ nâng cao hơn một chút xíu về chị gói của x với x lớn hơn không, được chưa? Rồi chị gói của x khi x lớn hơn không bằng, khi mình biết x lớn hơn không thì các bạn cho lại một ví dụ đi, ví dụ như 1 đi, thế vào thế x bằng 1 vào, vậy là 1, chị gói của 1, chị gói của 1 là số gì ạ? 1 là số dương, chị gói của 1 ra là chị nó, ok chưa? Một cái ví dụ khó hơn chút xíu, x trừ 1 với x lớn hơn 2. Rồi, vậy chị gói của x trừ 1 là bằng bao nhiêu? X lớn hơn 2, x lớn hơn 2 thì bạn cho một số đi, cho một số đi, vậy là số 3. 3 thế vô x nè, 3 trừ 2 loại 3 trừ 1 bằng bằng 2, 2 là số dương thì chị gói số dương bằng bằng chính nó, ok chưa? Rồi trong quá trình giảng có chỗ nào mình nói sai, có chỗ nào còn thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình, em khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.